Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, các nhà dịch tễ học bày tỏ lo ngại rằng nhiều người đã chọn đi lại và đi du lịch vào những ngày không làm việc trong tháng 10 đến tháng 11. Hậu quả dịch tễ học có thể xảy ra sau đó. Nhưng mặt khác, việc đi lại này không bị cấm, một số lệnh cấm đã không được đưa ra và không có kế hoạch đưa ra. Ông Peskov nhấn mạnh rằng đóng cửa ranh giới giữa các khu vực là biện pháp cuối cùng và biện pháp như vậy không được hoan nghênh. Đồng thời, ông hy vọng những ngày nghỉ sẽ giúp cải thiện tình hình dịch tễ. Trong diễn biến khác, theo thông báo trước đó của dịch vụ du lịch và lữ hành Tutu.ru, nhu cầu cho các chuyến bay trong nước Nga từ 29 tháng 10 đến mùng 7 tháng 11 đã tăng gấp 1,5 lần sau khi thông báo về việc áp dụng các ngày không làm việc. Theo một nghiên cứu của dịch vụ Zaraplata.ru, hơn 1/3 người Nga, 36%, dự định đi du lịch vào những ngày không làm việc. Còn các chuyên gia của cơ quan bảo hiểm Nga đã ghi nhận sự gia tăng quan tâm đến việc bảo hiểm cho những người đi du lịch nước ngoài. Số lượng bảo hiểm được bán cho các chuyến đi đến Thổ Nhĩ Kỳ tăng 45% và đến Ship tăng 38%. Nhu cầu bảo hiểm du lịch tăng nhẹ ở hai điểm đến phổ biến hơn, đó là Ai Cập và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ước tính, với một ngày không làm việc, nước Nga thiệt hại 4 tỷ rúp, gần 58 triệu đô la. Tổn thất kinh tế là rõ ràng, nhưng hiệu quả của đợt chống dịch COVID-19 này vẫn đang ở phía trước, khi nhiều người dân coi những ngày không làm việc hưởng lương là cơ hội để nghỉ ngơi và lên kế hoạch đi du lịch trong nước và nước ngoài.